Alo, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi con game I Win anh em nhé. Và vốn của mình là 60k, mình là MH anh em ơi. Thì bây giờ mình sẽ chơi poker trên dưới anh em ạ. Và khởi đầu về vốn 5k đấy anh em ơi. Để xem hôm nay là 60k của mình thì sẽ kiếm được cái gì không anh em nhé. Rồi mấy phát đầu tiên bị gãy anh em ạ. Rồi phát này thì lên được một chút này. Ôi ôi, không được anh em ạ, à, toàn thật đấy. Rồi nhận thôi 72.000 thôi anh em ạ, à, quá ngon anh em ơi. Rồi tiếp tục nào nữa. Rồi ngon lành cành đào lên 181k, quá thơm rồi anh em ạ, à. Lên nữa nào, 40k luôn này, tuyệt vời luôn anh em ơi, quá ngon luôn anh em ạ, à. Nào tuyệt vời, ui rồi gãy rồi anh em ơi, toang rồi. Hy vọng là hôm nay với vốn 60k của mình thì mình sẽ kiếm được nhiều nhiều một chút anh em nhé. Rồi ok, có xem nào. Nào lên tiếp nào. Ui dồi ôi, phát này bị gãy anh em ạ. Nào vẫn mình sẽ chơi vốn 20k anh em ơi, để coi xem như nào anh em nhé. Rồi 50k đi anh em ạ, chó nó căng cầu luôn anh em ạ. 188k, quá ngon anh em nhé, vẫn tiếp tục kiếm tiền này. 96k, làm phát nữa nào. Lên, rồi ôi, lên. Rồi ngon lành cành đào lên 393k là ngon. Thôi ra game khác anh em ạ, ra game khác kiếm thêm tí nữa anh em nhé. Con game này là con game bài đổi thưởng, tỷ lệ nạp rút thì là 1-1 anh em ạ. Số tiền rút tối thiểu của con game này thì chỉ có 50k thôi. Cái cầu đầu tiên thì mình sẽ vào bên hổ tận tay luôn anh em ạ. Rồi chơi đóng hổ này. Ui rồi ôi, mình thắng sát nút anh em ạ, quá là nhọ luôn anh em ơi, quá là nhọ luôn, quá là nhọ cho nhà cái anh em ạ. Ngon lành cánh đào, thế là thơm ngon rồi anh em ạ. Cầu tiếp theo thì mình sẽ vẫn tiếp tục vào bên hổ anh em nhé. Khả năng cầu này còn bệt hổ không, quá là nhọ bên cho nhà bên cái. 10 này, K này, ui giời ơi, quả này tuyệt vời luôn anh em ạ, tuyệt vời là phía bên mình anh em ơi. Ngon lành cánh đào lên 1.111.000 rồi anh em ạ, khá là thơm. 60k lên như vậy là khá ấm rồi anh em nhé. Nhưng mà mình vẫn muốn cố thêm một chút nữa anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ đánh 111k đi. Mình tay này mình theo theo hổ đi. Sợ còn là khả năng nó bẻ này, thì mình theo ít tiền thôi. Rồi, tay này bẻ mà biết ngay mà. Nuôi không thành công, mình nuôi ít thôi anh em ạ. Thôi, vốn 1 triệu à. Thế từ từ để coi xem như nào anh em ơi. Để coi xem như nào. Rồi, thế nếu vậy tay này thì mình sẽ để coi đã. Từ từ. Thôi anh em ạ, tay này bỏ đi, bỏ 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 đi, bỏ đi anh em ơi. Rồi thôi ra game khác anh em ạ, khả năng ra game khác thì sẽ ok hơn. Về 60k lên 1 triệu rồi thì mình sẽ vào Xích Bô anh em ơi, tính vào quấn một hai tay ở bên Long Hổ. Nhưng mà thôi, tiếp tục sang Xích Bô đi, ra con hai con số chẵn này, làm phát đi. Phát này mình theo bên chẵn anh em ạ. Và phát này thì mình sẽ đi nhiều một chút nhá. Mình sẽ theo con 6. Ui rồi ôi, tuyệt vời, quá ngon rồi anh em ạ. Bắt độc cầu luôn anh em ạ. Về chắc nhưng mà chỉ thả đúng bộ cầu 6 anh em ơi. Ngon lành lên 2.455.000 rồi. Thế nếu vậy trường hợp này thì mình sẽ đi tiếp tục mình vào bên chẵn nha anh em nhá. Và cầu này thì mình sẽ vào bên chẵn 450k, 455k đi. Đó, vào nguyên cầu chẵn thôi chứ không vào con số 6 hay 4 hay 2 nữa. Nào coi xem nào. Ui dồi ôi, mình quả đấy mà theo 6 nữa thì ngon này nào anh em ạ. Nhưng không sai anh em ạ, dù gì vẫn cứ ăn lên 2.896.000 rồi, quá tuyệt vời rồi. Nếu vậy cầu này thì mình sẽ vẫn tiếp tục bệt về bên chẵn nha anh em nhé. Và cầu này thì mình sẽ theo vào bên con số 6 một chút anh em ạ, xem nó có về được không. Đó, và mình sẽ tăng lên khoảng tầm là 340k vào bên chẵn. Rồi coi xem như nào nào. Ui dồi ôi, tuyệt vời, về liên tục con số 6 anh em ạ, quá ngon anh em nhé. Anh chơi xích bô nhưng có thể để ý là 1 2 3 4 5 6. Anh đấy, anh tỷ lệ là 1 ăn 5. Đấy, nếu anh em vào chẵn thì anh em phải theo những con số chẵn nhá. Rồi, cầu này thì chắc chắn là mình bệt vẫn bệt về chẵn anh em ạ. Đó. Khả năng cầu này thì mình sẽ đi cho chẵn tiền anh em ạ, 468k còn để lại 3 triệu anh em ơi. Rồi coi xem nào. Hai, tuyệt vời luôn anh em ạ, về ngay con hai. Ăn luôn anh em ạ, quá ngon, 453.000 rồi, tuyệt vời, lên 3.922, quá thơm mà luôn luôn anh em ạ. Thế trường hợp này thì xem nào,
Mình sẽ làm to quả nha. Mình sẽ đợi căn cân căn cầu mình làm quả to to gấp gấp lên cho nó ngon anh em nhá. Cầu này thì theo chẵn 322k thôi. Còn để lại 3 triệu 6 này. Nào. Rồi tay này về lẻ rồi anh em ạ. Toang anh em ạ. Toang tay này về lẻ rồi. Mất 322k. Rồi ok. Không sao. Vẫn đang lời 60k lên 3 triệu 6 rồi. Thế nếu vậy trường hợp này à. Về lẻ à, thôi thì phát này làm quả mạnh mạnh một tí đi anh em ạ, à. Làm quả mạnh mạnh tí đi. Rồi ok. Mình sẽ đi nhẹ thôi. Tính đi mạnh nhưng mà thôi đi đi, đi nhẹ nhẹ thôi anh em ạ, à. Nó về lẻ phát hơi xui anh em ạ. À. Thôi nhẹ anh em. Hồi ao ra anh em ơi. Rồi ok. Rồi, thế thì trường hợp này thì mình sẽ vào bầu cua tí nha anh em nhé. Vào bầu cua một tí để xem là có thay đổi cái tí gì không. Vốn 60k lên được 3 triệu 196 nghìn rồi. Rồi ok, hiện tại giờ về báo này. Một cá này. Tôm cũng về khá là nhiều này. Thế nếu như vậy trường hợp này thì mình sẽ vào ở bên ấy anh em nhé. Bên gà đi. Bên gà đi đi 1 triệu anh em ơi. Cùng coi xem nào. Wow, tuyệt vời luôn anh em ạ. Ra gà anh em ơi. Cách chơi của bầu cua thì mình không cần phải giới thiệu, anh em cũng biết rồi. Anh em thích vào con nào thì nó vào thôi, tỷ lệ một ăn một anh em nhá. Rồi trường hợp này thì mình sẽ vào ở bên bầu anh em ạ. Mình sẽ nghĩ khả năng cầu này ra bầu thì sẽ là khá cao. Mình thấy lâu không về bầu, anh em có thể nhìn thấy xem. Lâu không về bầu, mình tăng thêm một ít vốn anh em nhá. Nếu mà về bầu quả này thì ngon này. Có nào. Ui giời ơi, vẫn hai con báo một con gà anh em ạ. Nó về liên tục anh em ạ, anh em nhìn thấy không? Hai con báo một con gà, báo với gà về liên tục rồi. Xui cả na thật đây. Ok thôi, vẫn tôi vẫn tiếp tục tôi nuôi vào ở bên bầu anh em nhé. Và tay này thì mình làm quả cuối thì không được thì là dừng luôn anh em ạ. Nào, không được thì là dừng luôn. Đù anh em ơi, tuyệt vời luôn anh em ạ, có bầu luôn anh em ạ, kéo lại được lên 3 triệu 085k. Ai chả bầu bây giờ nó mới ra, nhưng mà nó chưa ra được hai con anh em ạ. Nếu mà ra được quả nổ hũ thì tuyệt vời anh em ạ. Thôi tay này thì mình sẽ theo cả cá với cả tôm anh em nhé. Tay này thì mình sẽ làm quả đậm đi anh em ạ. Nuôi quả này cá với tôm, nổ quả hũ hai hai con này đi, một trong hai con này nổ hũ đi coi sao. Rồi ok anh em ạ, tuyệt vời luôn anh em ạ. Ăn được quả tôm, ăn được quả tôm nhưng mà chơi đi quả cá vẫn bị âm một chút anh em nhé. Chơi này thì nếu mà anh em chơi kết cả hai cầu hai thì anh em có thể vào, không thì kết một anh em ạ. Và cầu này thì mình sẽ vào bên cá anh em ơi. Đó, mình sẽ đi 1 triệu 400 hơn, để lại tầm 1 triệu rưỡi thôi. Đấy, đi 1 triệu 490k. Rồi ok, nó ra cá rồi anh em ạ. Vẫn ngon lành cái nhào luôn anh em. Lên 4 triệu 436k rồi. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Rồi ok. Thế nếu vậy thì tay này thì mình sẽ vẫn tiếp tục vào cá nha anh em nhé. Và mình sẽ đi 500k bên cá. Rồi để cùng coi xem à. Khả năng tay bên này cá là sẽ là hợp lý. Ok. Có nào. Cá. Có cá luôn anh em ạ. Có cá luôn. Đấy. Mông lung này. Mông lung với chúng tôi là lên 4 triệu 921 nghìn rồi. Nó phải ok như thế chứ. Đủ. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Được có nó một cái hũ lên to quá anh em ạ, lên 136 triệu 692 nghìn rồi. Thế tay này thì mình sẽ vẫn tiếp tục nhá, mình vào tôm cả vào bầu nhá. Và bầu thì mình sẽ đi nhiều hơn thì lâu không ra bầu rồi mà. Rồi ok, đồ mà tay này mất trắng luôn anh em ạ, mất trắng luôn, sợ thật anh em ạ. Lại mất 1,5 triệu xuống 3,4 triệu anh em ạ. Cái đoạn đầu mình chơi ngon lành cành đào, thế đoạn sau mẹ cứ một ăn một thua anh em ạ, khó chịu thật đấy anh em ạ. Thì anh em bảo mình khuyên anh em nào, những anh em nào chơi chưa chắc tay ý, thì anh em có thể là chơi vốn nhỏ ăn non thôi nhá. Tay này thì mình sẽ làm hết luôn. Còn nếu mà anh em chơi tự tin rồi anh em có thể là cấp hết nhá. Rồi kéo được một tay thôi anh em ạ, huề huề vốn anh em ơi, huề vốn thôi đó. Ăn được tay cua thì mẹ mất tay bầu anh em ạ. Đó, còn bạn nào mà không có gan chơi gấp thép như mình thì có thể là cứ lời hỏi tâm là 50k, 100k, 200k là anh em rút thôi. Tay này thì tôi sẽ nuôi vào bên bầu ấy. Tôi không nghĩ là nó ra ra được cái cầu khác đâu vì bầu lâu lắm rồi, bầu không về được nhiều rồi. Rồi chỉ có về bầu thôi mà, tôi bảo rồi mà, không không né được đi đâu cả. Rồi ok anh em, lên 5 triệu 6 rồi.
cũng cứ một ăn một thua đến chịu thật đấy. Rồi ok anh em, trường hợp này thì mình sẽ đảo ngược sang tôm với cả gà nhá. Hy vọng con tôm cả gà, cái tầm này là cái tầm dễ nổ hũ nhất anh em ạ. Cái hũ nó cũng lên không phải là nhỏ nữa rồi, 136 triệu rồi. Tiếp tục nào. Rồi ok, có gà có tôm luôn, ăn nó phải cay như thế anh em ạ. Tuyệt vời, cộng thêm 3 triệu tư anh em, 3 triệu rưỡi nữa, lên 9 triệu 102 nghìn rồi. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Ok, tay này thì mình sẽ theo cá anh em nhé. Tay này mình sẽ đi theo cá 1 triệu mốt, còn để lại 8 triệu anh em ạ. Không thì vẫn theo bầu. Thật sự mình vẫn kết quả ở bên bầu lắm. Đi vào mạnh mạnh lên 2 triệu mỗi bên đi. Trời ơi, không gian bầu anh em ạ. Lại huề vốn anh em ạ, lại huề vốn, ăn được một tay trả lại một tay anh em ạ. Đi hai cầu ăn được một cầu trả lại một cầu. Đấy. Rồi, tay này thì tôi sẽ vẫn tiếp tục tôi đi vào bên cá anh em ạ, và tôi sẽ đi mạnh nhá anh em nhá. Cá thì mình sẽ thiên về bên cá, còn bầu thì mình đi 1 triệu thôi. Rồi, coi nào. Rồi, có cá luôn anh em ạ, ăn được quả cá rồi. Cá 2 triệu còn đâu là mình lời khoảng tầm là 940 nghìn. Rồi ok, lên 10 triệu 079 ga rồi anh em ạ. Quả này thì mình sẽ dứt nốt quả bầu nhá. Không được thì là sẽ dừng thôi nha. Không được là dừng thôi. Là rút tiền anh em ạ. 60k kéo lên 7 triệu, kể cả gãy mất 3 triệu cũng ngon lành cái đào lắm rồi. Có kết quả nào? Có bầu luôn anh em ạ, có bầu luôn, tôi bảo rồi. Ok. Thôi dừng anh em ạ. Dừng. Lên 12 triệu 989 nghìn rồi là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.